Đấu La Đại Lục, hành trình của một thiên tài, bị rất nhiều thế lực chèn ép, vượt qua giới hạn của bản thân trở thành hải thần Tu La Thần, được rất nhiều người công nhận. Đến với bộ hoạt hình Trung Quốc đã gây sóng gió một thời, sau 263 tập phát sóng, Đấu La Đại Lục kết thúc hành trình với sự ra đời của Đấu La Đại Lục phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Tạm thời bỏ qua 260 tập đã phát sóng, hãy đến với cuộc hành trình Song Thần Chi Chiến để biết được sức mạnh của Tu La Thần dữ dội như thế nào. Hôm nay, mời anh em cùng LTG tóm tắt Đấu La Đại Lục Song Thần Chi Chiến, hành trình trở thành người hùng. Ngay sau khi kế thừa thành công Hải Thần Thần Vị, Sử Lê Khắc Thất Quái và Đường Tam chia tay nhau, 6 người tiến về trận chiến Gia Lăng Quan hỗ trợ Thiên Đấu Đế Quốc. Còn Đường Tam, mục tiêu tiến tới của mình chính là Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhậm Tuyết. Lúc này Thiên Nhậm Tuyết vẫn đang ngồi ngắm biển, sau khi biết được Đường Tam đã trở thành Hải Thần, Thiên Nhậm Tuyết đã chấp nhận lời khiêu chiến. Ở phía thành Gia Lăng Quan, mọi người đang bận rộn cho việc chiến đấu với Vũ Hồn Đế Quốc, còn Bỉ Bỉ Đông đã quay lại Gia Lăng Quan khi thấy bà ta, người của Vũ Hồn Thánh Điện thấy ngứa mắt lập tức lao tới tấn công. Ngay khi đó, Bỉ Bỉ Đông lúc này không chần chừ, lập tức dùng chú thuật phục sinh Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La, trực tiếp phản đòn lại hai tên người của Vũ Hồn Thánh Điện. Sau khi được phục sinh lại, Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La sức mạnh đã được tăng cao. Các thi thể ở Gia Lăng Quan, Bỉ Bỉ Đông cũng đã giở trò, chỉ sau một đêm đã hoàn toàn biến mất. Sau khi thấy sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông, ngay cả Kim Ngạc Đấu La cũng phải kiếp sợ, lập tức phục tùng theo mệnh lệnh. Còn ở phía xa, Thiên Sứ Chi Thần và Hải Thần đã lao vào quyết tử chiến. Mặc dù thực lực của Hải Thần rất mạnh, nhưng khi mà giao chiến với Thiên Sứ Thần cũng không hơn được mấy. Có thể nói tác giả làm phim thật sự là hiểu lòng người xem. Sau khi giao chiến khắp nơi ở trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, cả hai bất phân thắng bại. Ở phía thành Gia Lăng Quan lúc này, Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu dùng chú thuật, khiến cho chiến trường biến thành quân đoàn vong linh, hỗ trợ Vũ Hồn Đế Quốc thống nhất Đấu La Đại Lục. Sau khi thành thần, Bỉ Bỉ Đông còn nói rằng mình có thể triệu hồi cả Thiên Đạo Lưu. Lúc này ở phía thiên đấu, Ngọc Tiểu Cương đã hiểu rõ mục đích của Bỉ Bỉ Đông là muốn dùng cấm thuật cổ xưa phục sinh vong linh. Bỉ Bỉ Đông đã bày bố một trận pháp xung quanh ải Gia Lăng, cuối cùng sau một đêm, cuộc chiến đã chính thức nổ ra. Cấm thuật phía trên trời của Bỉ Bỉ Đông đã được kích hoạt, những thi thể chết ở Gia Lăng đều biến thành xương đen rồi biến mất, tăng tốc cho bước chân thành thần của Bỉ Bỉ Đông. Trận pháp này được gọi là Tử Vong La Toàn Pháp Trận. Ở phía xa, Đường Tam cũng đã phát hiện ra cánh cửa truyền thừa mà Bỉ Bỉ Đông tạo ra, Thất Quái cũng không rảnh tay, trực tiếp lao tới chiến trường hỗ trợ cho Thiên Đấu Đế Quốc. Ngay khi từ Hải Thần Đảo trở về, sức mạnh của Thất Quái đã cực kỳ kinh khủng, có thể trực tiếp chiến đấu với người của Vũ Hồn Thánh Điện. Ngay khi cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt thì lập tức dưới mặt đất, quân đoàn vong linh của Bỉ Bỉ Đông đã xuất hiện, cản bước tiến quân của đám người Đường Hạo. Sau khi đó, khi mà nhìn thấy Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La được phục sinh, Đường Hạo liền bất ngờ vì điều đó, tại sao người chết có thể sống lại? Quân đoàn vong linh rất mạnh, tình hình đã bất lợi cho Thiên Đấu Đế Quốc, 6 tên người của Vũ Hồn Thánh Điện cũng không ra tay, chỉ đứng trên thành quan sát, bởi nếu tác giả cho chúng ra tay thì bên phía nhân vật chính kiểu gì chẳng ngòm cụ tỏi, cơ hội gì mà có tập cuối đây. Ngay lúc này, Đường Hạo và Đường Khiếu lập tức xuất lực phá vỡ vòng vây giải cứu mọi người. Về phía Đường Tam và Thiên Nhậm Tuyết, cả hai đánh nhau từ nơi này qua nơi khác, bay khắp Đấu La Đại Lục vẫn không phân thắng bại. Sau đó cả hai lại quay về chiến trường Gia Lăng Quan, Đường Tam đã xuất ra Hoàng Kim Thập Tam Kích, thức thứ 3, nhất khứ bất phàm đánh trọng thương Thiên Sứ Chi Thần. Ở phía dưới chiến trường, vì ngăn cản nghi thức vong linh của Bỉ Bỉ Đông, Độc Đấu La Độc Cô Bác đã xuất ra Đầu Chi Hồn Cốt Mỹ Đồ Tòa, thi triển ngừng vọng của Mỹ Đồ Tòa khiến cho quân đoàn vong linh hóa đá. Đây là một kỹ năng đến từ đầu cốt Mỹ Đồ Tòa, có thể hóa đá tất cả chất liệu, cũng có thể khiến cho năng lượng của hồn sư dưới phong hào Đấu La phóng ra hóa đá. Quân đoàn vong linh vì bị sức mạnh là sát thần khống chế, bản thân chúng chính là vật chứa năng lượng, vậy nên ngừng vọng của Mỹ Đồ Tòa mới có thể ngăn cản quân đoàn vong linh. Mục đích của Độc Đấu La Độc Cô Bác là sử dụng ngừng vọng của Mỹ Đồ Tòa khống chế quân đoàn vong linh, vậy thì mà pháp Tử Vong La Toàn của Bỉ Bỉ Đông sẽ có thể dừng lại, nhưng việc này sẽ tiêu hao hết hồn lực, Độc Cô Bác vẫn chấp nhận mạo hiểm. Biết được điều đó, Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La lập tức lao tới tiến công Độc Cô Bác. Phía bên trên thiên đấu, Đường Hạo cũng hạ lệnh cho mọi người bảo vệ Độc Cô Bác, các phong hào Đấu La mạnh mẽ đều vây quanh lão động vật. Phía ngoài thành, thấy đường pháp trận của Bỉ Bỉ Đông đang chậm lại, Tuyết Bang Đại Đế lập tức hạ lệnh cho quân đoàn chốt hạ ải Gia Lăng. Về phía Độc Cô Bác,
hồn lực đã tiêu hao gần hết. Rất may chữ Vĩnh Vĩnh và chữ Phong Trí hợp lực hồi phục hồn lực cho Độc Cô Bác. Thế nhưng mặc dù vậy, phóng thích xa kỹ năng diện tích quá lớn, Độc Cô Bác không còn chống cự được bao lâu. Ở phía xa, Cốc Đố La cũng đã lao tới tấn công. Thấy Cốc Đố La phiền phức, Độc Cô Bác đã sử dụng hồn kỹ Tuyệt Vọng của Mỹ Đô Tòa, lập tức hóa đá một diện rộng, quỷ và Cốc Đố La đều không thể trốn thoát, hóa thành đá. Thế nhưng Độc Cô Bác đã hoàn toàn tiêu hết hồn lực, đầu cốt Mỹ Đô Tòa cũng đã vỡ vụn, đầu cốt vỡ vụn kết thúc sẽ là chết đi. Cuối cùng một vị phong hào Đố La mạnh mẽ của Thiên Đấu Đế Quốc đã phải nằm xuống. Chính vì Độc Cô Bác hy sinh, pháp trận của Bỉ Bỉ Đồng đã được hoàn thành, lập tức trời ú ả xuất hiện phía sau Hải Thần, sử dụng ma liềm đâm xuyên ngực, Bỉ Bỉ Đồng cũng lấy ra trái tim của Hải Thần, lập tức bóp nát nó. Hải Thần từ thiên không rơi xuống, Đường Hạo đã lao tới để đỡ lấy thân thể. Bỉ Bỉ Đồng còn tạo ra một bức tường vô hình, không cho ai tiến tới giải cứu. Đường Tam còn một chút thần niệm đã xuất ra, trực tiếp đánh trọng thương Thiên Sứ Thần. Nhân cơ hội có thần niệm, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La kết hợp, giải cứu được Đường Tam. Nhưng hai vị đại phong hào Đấu La này cũng đã phải hy sinh trước sức mạnh của Bỉ Bỉ Đồng. Vậy là ba phong hào Đấu La trụ cột đã ra đi. Hải Thần cũng đã hy sinh, Bỉ Bỉ Đồng hạ lệnh, sáng mai Thiên Đấu phải đầu hàng, nếu không sẽ săn bằng nơi này. Về phía Hải Thần Đường Tam, đã được chữ Vĩnh Vĩnh và áo tư tạp sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, phục sinh thần quán hồi sinh người chết. Phía trong tâm trí, Đường Tam gặp được Tu La Thần, ông ta yêu cầu nếu muốn sống lại thì phải quên đi Tiểu Vũ. Thế nhưng tất nhiên Đường Tam không đồng ý điều đó, chấp nhận cái chết. Thực ra, đó chỉ là khảo nghiệm của Tu La dành cho Đường Tam. Sau khi nghe được câu trả lời, Đường Tam lập tức phục sinh, trên người còn có thêm cả thần trang của Tu La Thần xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Đường Tam không chần chừ, lập tức xuất hiện trên chiến trường, bầu trời mây đỏ như máu, trên trán Đường Tam có ấn ký của Tu La Ma Kiếm. La Sát Thần lập tức lao tới tấn công, nhưng chỉ một quyền, Đường Tam đã đánh văng đi xa. Sau khi phục sinh, Đường Tam không chỉ thành một người khác, năng lực cũng đã tăng vọt, đó là sức mạnh của Tu La Thần, cao hơn La Sát Thần một cảnh giới. Thế nhưng Đường Tam chưa hoàn toàn sở hữu được Tu La Thần. Thấy vậy, Thiên Nhậm Tuyết cũng lao tới chiến trường, chỉ một bàn tay, Đường Tam đã đỡ được một kiếm của Thiên Sứ. Từ xa La Sát Thần cũng đã lập tức tiến công, nhưng lúc này Tiểu Vũ cũng đã xuất hiện, trên tay là Tu La Ma Kiếm đón đỡ đòn công của Bỉ Bỉ Đông. Cả hai ôm nhau giữa chiến trường, cuối cùng sát nhập trở thành Tu La Thần hoàn chính, nhất thể song thần lao tới quyết chiến. Cuộc chiến song thần bây giờ mới chính thức diễn ra. La Sát Chi Ngục và Thiên Sứ Chi Vực đã được kích hoạt, thấy vậy Đường Tam cũng xuất ra Tu La Chi Cánh, xuất hiện một thanh Tu La Ma Kiếm khổng lồ, lao tới tấn công hai mẹ con Bỉ Bỉ Đông. Tu La Kiếm sở hữu sức mạnh thần kỹ, chủ diệt, lập tức đánh trọng thương hai vị thần La Sát và Thiên Sứ. Còn cự kiếm khổng lồ, ngay lúc này lập tức lao tới phía Thiên Nhậm Tuyết. Bỉ Bỉ Đồng thấy vậy, lập tức lao ra đón đỡ. La Sát Thần đã trúng một kiếm của Tu La Thần. Kết cục đã đính, Thiên Đấu Đế Quốc chính thức chiến thắng. Chiến tranh cũng đã kết thúc, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng nhau tổ chức hôn lễ. Sau phần này, Đường Tam và Thất Quái sẽ phi thăng thần giới. Diễn biến tiếp theo sẽ xuất hiện ở phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn. Các bạn cùng nhau đón chờ phần 2 của Đấu La Đại Lục Tuyệt Thế Đường Môn nhé. Cuối cùng thì LTG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.